Đọc năm ngôi hoặc năm ngôi con không biết là các vị cần con sự giúp đỡ điều gì. Thôi chào cả nhà, dạ chào cô chú anh chị các bạn, cho nội ngoại cho người nước con chúc nhá, có ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức bình an. Thì clip trước mà là hai chú cháu con đến khu nghĩa địa này thì đã gặp người ma đuốc, thì con thì cũng nghe kỹ về cái câu chuyện này thì họ cần sự giúp đỡ, họ kêu cứu cả nhà xem, cả nhà cũng biết như thế nào rồi đó. Còn cháu con thì do là nó sợ, nó hơi sợ một tí rồi. Bữa nay nghỉ ngờ rồi không có đi quay với con được. Thì hôm nay con mời cả nhà cùng với con đến khu nghĩa địa này một lần nữa, để mình có cái gì đó mình giúp họ được cái gì thì mình con sẽ giúp nha. Rồi thì thôi nha ơi. Thì có một mình thì nó còn lấp dấp này kia lắm. Mà cái đèn thì con đã chỉnh hết lóc rồi đó cả nhà, sáng dữ lắm rồi đó. Ở phía xa xa cái nhà thấy cái khu nghĩa địa ở bên đó không? Ở bên đây thì cái vườn chuối đó. Cái thôi nha. Tới nữa rồi cả nhà ơi. Sao vậy ta? Con kiếm cái gì? Con đặt hết chứ. Thấy cái nhà thấy gì chưa? Ấy, để con chỉnh cái đèn này. Ok. Đó. Vẫn còn hoài luôn. Oh wow. Nếu khi có hiện tượng này con khoe cho cả nhà một. Ủa không thấy nó cả nhà. Khoan để con chỉnh cái cam lại, nó chịch qua bên này.
Rồi. Đó, là cái vườn chuối ở bên đó đó cái này. Con sẽ tĩnh tâm không có nghe những cái tiếng này. Này thì hồi nãy nè cái, lát nó con sẽ lên cây gai cho mấy nhà mình xem. Bên bển cũng đang chơi trung thu bển nữa kìa. Đây đây con gắn cái khớp cái đèn mới được. Rồi. Cả nhà có nghe họ kêu cò cú không? Hình như con thấy có một cái bóng trắng nào đó cơ. Chắc họ đi rồi. Để con đặt cái cam đây một hồi lâu thôi như thế nào nha. Bây giờ con sẽ đặt máy thử nha cả nhà. Chứ nãy giờ ở đây có nhiều hiện tượng quá. Thank you.
kìa. Đó đó. Buồn ghê, tại vì cái đèn con là chỉnh hết sáng luôn rồi đó. Không sáng nổi. Buồn ghê đi chứ. Bây giờ trước tiên thì đi đến cái khu đó, rồi con sẽ đặt máy đi. Họ cầu cứu như vậy rồi mình sẽ cố gắng thôi. Rồi, đi đi nha. Nghe tiếng gì đó nha. Mình có nên là thử không ta? Còn cách thật quá cái đèn chèn. Rồi. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, Nam mô. Con không biết là các vị cần con sự giúp đỡ điều gì. Thôi. Hình như cái khu vực này với khu vực dưới thì cũng giống hệt với nhau à. Rồi, bây giờ con sẽ đặt máy nha. Ủa, bé sữa hả con? Dạ, con đến đây để bảo vệ cha. Gì, con đến đây bảo vệ chú hả? Bây giờ là con đi đi xích bên chút xíu đi ha. Dạ, con sẽ đứng kế bên bảo vệ chú. Na, 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 na.
Chú biết rồi. Ấy à. Cha hờ đừng giận con nha. Gì con? Cha hờ có thấy gì không? Thấy gì? Họ đã xuất hiện người đó cha hờ ơi. Bây giờ chú ấy nước rửa mặt là thấy liền à. Rồi, chú làm rồi. Kìa, chú nhìn bên tay phải là thấy liền à. Chú ơi con chạy trước nha, cha hời nhớ cẩn thận nha. Hình như chú cũng đã thấy rồi đó. Mày đi đến đây, mày cái tiếng gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ hôm nay con đến đây, giờ con có chú công hành giấy tiền và quạt bánh trái nhân đèn. Đây là tấm cô chú anh chị các bạn gửi cho các chị hương linh phước mình ở đây. Nếu mà thiếu thốn với tiền quần áo thì đến đây nhận chú công hành nha. Sau đó con có đặt máy tụng kinh thì mong mừng các chị ở đây cố gắng nghe kinh niệm Phật để mau chóng người siêu thoát nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chết rồi, kêu không được. Cái cục kiếm cái gì giờ ta?
khó cháy như ta. Bây giờ con đặt máy nha. Quá trời rồi. Giờ ơi, để có chuyện này muốn nói với nó nha, về đi. Để thấy thiếu gia yếu trong người, nó thành ra để kêu thiếu gia về. Về đi nha. Dạ đâu có đâu, em trên hủ về nè.